Ok, lại là một chủ nhật nữa. Thì đúng một tuần sau khi mà mình lên anh Tâm để soạn cái mớ đồ của con Monkey của mình á, Monkey Nhôm mình á, thì hôm nay anh Tâm ảnh đã anode xong mấy cái đồ rồi ha. Như anh em thấy ở đây thì chứ mà anh em là một cặp bánh nhôm màu cam, nhưng mà nó chỉ có một bên cam thôi. Thì sau khi anh Tâm anh bắt cái ốc vô thì mình sẽ lật lại cho anh em coi. Hôm trước thì mình up lên Facebook thì đó, thì một số đứa người bạn, một số người anh em nói mình là sao đem đi nhuộm chi, mất công mai mốt bán lại không được. Thì mình nói thiệt là mình xác định là mình chơi rồi thì mình không có sợ, thì mình cũng không có quan tâm tới cái chuyện mà bán lại nữa. Chơi thì phải lỗ thôi đúng không anh em, chứ chơi mà còn đợi bán lại một lời nữa thì sướng quá rồi, ai cũng chơi hết đó. Đây, đây là cái bánh sau ha, thì cái này là cái phía bô nè, thì cái viền thì là màu đen, cái lòng thì là màu cam, còn bánh trước á thì nó lại ngược lại ha. Đây là phía dĩa nè, là bên phải nè, thì cái này là màu cam, cái phía bên kia lại là màu đen, cái lòng bên này là màu cam luôn. Thì cái lòng trước sau là màu cam ha. Thì bữa trước thì cái khúc mà chọn chọn cái màu đó thì mình không có quay clip lên, mình chỉ quay clip khoe của thôi. Mình cái lúc mà chọn màu thì mình không có quay. Thì bây giờ thì nó xong rồi. Đây, Đồng anh đang để ốc vô anh xiết, hồi nãy anh có chấm keo nữa, tránh tình trạng là đang chạy keo ốc đi đường ốc, mâm đi đường mâm, hai cái mỏ xuống đường cũng kỳ lắm anh Tâm. Đây, quay với anh em đây ha. À, đây là cái kêu là gì anh quên rồi. Cái nắp chẳng ba trên của con Monkey của mình ha, Giraffe. Thì anh em thấy là cái màu nhuộm nó rất là đẹp. Thứ nhất là do chỗ anh Tâm bỏ đồ nhuộm thì người ta nhuộm đẹp. Thứ hai là do cái chất liệu nhôm này nó cũng tốt nữa, cho nên là nó nhuộm lên cái màu khá là đẹp. Đây, đó, tất cả này đồ là đều của Giraffe hết ha, cho nên là lên cái màu nó tương đồng lắm. Ví dụ một cái nhuộm 6, một cái nhuộm 7 á, nhuộm lên là nó sẽ bị trên màu. Đó, này chúng cùng một mẻ, cùng một ấy luôn, cùng một chất liệu luôn, cho nên nó lên màu khá là đẹp. Bên này còn có thêm cái nắp nồi với lại cái nắp đầu bò guitar cầu. Bữa anh chụp hình cho mình xấu quá, mình lên thì nó đẹp, nó đẹp này phải biết nha, nó đẹp hơn ở trong hình. Nên mình nói anh em mà ai mà chơi xe Nhật mà máy độ hay là quên lộn, anh không có làm xe độ, anh làm xe gắn đồ chơi thôi, thì qua ủng hộ anh Tâm đến có tiền đổi iPhone 13 Pro Max chụp hình cho đẹp, chứ anh chụp hình xấu quách đủ đạn. Rồi đây là cái nắp nectar ha, để mình mở ra luôn đi, vừa quay vừa đây dạ. Phải dừng dùng cái bàn chân này. Anh em muốn mua mấy cái thảm mà lót xe vậy nè, anh em liên hệ Facebook Trần Thuận ha, nó bán mấy cái này nhiều lắm. Anh em mua anh em chải ra làm xe, quăng đồ ở đây nó không có chạy. Đó, đây là cái nắp nồi nectar đã được sơn màu cam ha. Nếu mà ai mà qua tiệm mình gọi thì trong tiệm mình thường là chỉ có màu xám với màu cam thôi, mình thích cái màu cam. Đó, đó, nó sẽ phối chung với cái nắp đầu Kitako màu cam này luôn. Cái này kiểu này là gọi là, hay gọi là anh em hay gọi là sơn nhăn á, hay mấy ông Nhật mấy ông hay sơn mấy cái đầu bò rồi mấy cái nắp nồi rồi này kia nọ là mấy cái này nè. Nhưng Ducati nó cũng có xài đúng không anh? Không biết, nhưng mà hạt lây thì phải có. À, hạt lây có đúng không? Ừ. Đó, thì xe này mình sẽ phối đen, cam, và cái sườn thì mình không có nhuộm lại cái sườn, mà cái sườn mình sẽ để yên màu bạc. Cái lốc giữa của cái lốc giữa của cái máy Giraffe mình cũng sẽ để màu bạc luôn ha, mình không có thay đổi. Đây là anh Tâm ảnh vô cái vỏ Michelin S1. Đây,
Đây bánh 10 nha anh em. Để cái mặt này nhìn nó đẹp ghê luôn. Nó nổi lên cái viền này. Còn này vào đen bên bên này không có dẻ nè. Anh em nhìn qua nó cũng rất là nổi ha. Đó. Này phong cách hai hàng. Hàng này hàng nọ. Phong cách BD. Ê, BD hàng này hàng nọ. Ủa anh cái nắp nồi nét to xử lý xong chưa? À chưa, đang bỏ lại. Nào xong rồi gửi nó bắn tới hai đợt bắn một. Chia sẻ với anh em luôn tại vì đồ cũng chơi chứ không có bán lại. Cái nắp nồi nét to hôm trước á thì mình phát hiện ra là đồ hiệu nhưng mà thực sự là nhìn nó chủng từ sao ta? Nó hơi rẻ luôn á. Nó nhìn nó như đồ rẻ tiền, nó đúc lên mà nó nhăn cái bề mặt của cái nắp nồi ấy, nên mình thấy là mình không có ưng cho nên mình kêu anh Tâm là đem đi bắn két cho nó mịn cái mặt nó đi. Cái logo nét to thì về mình sẽ bắn laser lại, mình có máy cắt laser mình sẽ tự cắt lại, mình sẽ fix lại. Thì cái xe này mình dọn là chủ yếu là để mình chơi, mình không có bán cho nên là mình cứ thích nghĩ nào thì mình cứ sao kiểu đó nha. Ủa còn cái gì nữa không anh? Dạ không, lộn số rồi, lộn số rồi chú. Ở đây không có bán xì ke. Nói chú là chú lộn rồi, ở đây không có bán mai thúy, không có bán xì ke. Ui. Nhân tiện review sơ một con Monkey King nha. Monkey King. Monkey King Đà Nẵng. Ô, chơi IC Bazaar. Okay. Để ở ngoài luôn nè. Đó. Để thì ai mấy thằng nào lại chơm dễ chơm hơn, đúng không anh Quyền? Đó. Đó, cục máy của ảnh nè, đó. Này dặn là dở. Ghê. Xịn. Xe này làm xong rửa sạch sẽ đem lên Tony Scotter sẽ là chụp phi một bộ ảnh. Xong rồi dùng xe này biểu diễn bốc đầu đồ. ABC các kiểu xong rồi mới trả. Anh Quyền có coi clip này thì đừng có chửi anh Quyền. Ok vậy giờ coi anh Tâm có bưng ra thêm gì mới nữa không để mình cầm điện thoại rồi mình cũng mỏi tay rồi. Rồi vậy nghe, chút xíu nữa quay tiếp. Ok, để tiếp tục thì mình đã với anh Tâm đã gấp xong cái gấp vô hoàn thiện ha. Đó, mình còn con heo Rossi thả vô cái càng này nữa. Mà anh Tâm mình cất con heo đâu anh không nhớ luôn rồi, giờ phải đi kiếm. Và khi gấp xong thì mình thấy nó vô duyên ở cái cục này. Tự nhiên bây giờ nó màu đỏ thì bây giờ mình sẽ bắt ảnh đi nhuộm đen cho mình. Cho cái này nó nhìn nó ngầu hơn. Cái đây là cái mặt bên này nè, đó. Thì khi anh em nhìn từ cái phía bên bô á thì là mâm màu đen, lồng màu cam. Cái anh em chở qua bên này thì mâm màu cam. Đó. Đẹp hơn liền, đúng không? Đây. Trời ơi, kiếm được con Rossi rồi, mừng quá đi. Heo niêu nha. Không có chơi heo cũ nè. Heo mỏi. Giờ gỡ cái mâm ra lại đi anh trai. Rồi bạn ơi. Từ. Phải gắn vô mới biết được. Gỡ mâm ra lại đi anh. Ok. Rồi để mình gắn vô nha, tại mình có con tay mình không có phụ anh được. Rồi gắn vô lại. 3000 years later. Ok, đây là mình đã vô heo ha. Vô dĩa, tất cả đều ngay ngắn, vô vị trí hết. Quay nhẹ nhàng tại chưa canh dầu. Canh dầu vô nữa là ngon. Đây, là bên... đó. Heo Rossi. Khó chịu không? Đẹp quá chị đẹp. Còn thiếu đĩa tải. Giờ làm cái đĩa tải, chắc làm đĩa tải màu đen cho em nha. Rồi, đĩa tải màu đen. Đĩa tải màu đen đi. Đen. Cái màu đen nhìn nó giống như đĩa sắt không ta? Đĩa sắt quá. Rồi vậy đĩa tải làm cái màu cam. Chính xác, màu cam. Vậy đem cùi này nhờ màu đen không? Gì? Hay khỏi? Khỏi. Khỏi ha. Ok. Thôi, cảm ơn em coi clip tới khúc này ha. Khúc sau nữa thì sẽ tập sau nữa đi. Chứ giờ nhiều quá, dài dòng quá. Rồi, cảm ơn em. Hẹn gặp lại.